tưởng niệm cho 23.476 đồng bào Việt Nam ngã xuống vì đại dịch. Những cuộc chia ly giữa bác sĩ và bệnh nhân diễn ra mỗi ngày tại các bệnh viện hồi sức COVID-19, nơi được coi là thành trì cuối cùng giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch. Đôi lúc chúng ta phải thừa nhận rằng, khi nhân lực, máy móc không đủ phục vụ lượng lớn bệnh nhân cùng lúc, thì phải lựa chọn những người trẻ tuổi, khả năng sống sót cao hơn. Một bác sĩ từng nói, các bác sĩ coi những lần giành giật sự sống cho bệnh nhân ở bệnh viện hồi sức COVID-19 là trận chiến lớn nhất trong cuộc đời. Và đợt làm nhiệm vụ điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh thật sự là thách thức rất lớn đối với các chiến sĩ áo trắng. Các bác sĩ luôn chịu áp lực với nhiều bệnh nhân COVID-19 tiền lượng tử vong mỗi ngày tại đây. Cũng trong giai đoạn đỉnh điểm giữa tháng 8, những chuyến xe mai táng người mất do COVID-19 của những tình nguyện viên chạy suốt ngày đêm. Cả đội thiện nguyện khoảng 40 người đều chưa ai từng nghĩ rằng mình sẽ tham gia vào công việc mai táng, tiếp xúc với thi thể người chết nhiều đến như vậy. Không có vòng hoa, không kèn trống, những lễ tang giữa đại dịch COVID-19 cứ diễn ra lặng lẽ. Những gia đình có người mất do COVID-19 không biết làm gì khác ngoài chờ đợi đội mai táng đến đưa thi thể người thân mình đi và tiếp tục chờ đợi cho cốt họ trở về. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc không kể ngày đêm, coi đó như là cho cốt của người thân trong gia đình mình để đảm bảo tình cảm và sự tôn trọng. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, người mất vì COVID-19 không thể có một lễ tang trọn vẹn. Sau nhiều tháng, hàng ngàn người vẫn chưa thể quên được nỗi đau mất đi người thân vì dịch COVID-19. Đó cũng là những mất mát khó quên của người dân trong cả nước. Tối 19 tháng 11 hôm nay, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 được tổ chức tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu Hà Nội. Buổi lễ tưởng niệm giúp mọi người nhớ về các bệnh nhân không may mắn, đồng thời tri ân các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19 giai đoạn khốc liệt vừa qua. Xin được nói lời vĩnh biệt và luôn luôn ghi nhớ tới 23.476 đồng bào Việt Nam đã ngã xuống vì đại dịch. Mưa theo em về đêm.